chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Ngày mới chúc cả nhà được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình theo anh Tùng vô thủy miền Tây chứ em Cường nè. Thì trong thời gian qua em Cường bệnh, hôm nay em Cường trở lại đi theo phụ anh Tùng nha cả nhà. Em Cường sẽ leo lên cây bạch đàn này. Xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Cưa từng cây nhưng mà cưa lần hai là cưa hai cây hai bên luôn. À, bây giờ Cường sẽ leo lên cưa phụ với ba con hả? Bây giờ dướng vậy dướng rồi chứ. Hôm nay là khỏe rồi, giờ được cưa phụ tăng. Hôm nay thì em Cường bị bệnh, và bây giờ đã hết bệnh rồi và đi theo làm phụ với ba con hả? Em Cường sẽ cưa phụ anh Tùng hai cây bạch đàn nha cả nhà. Gió nhiều quá tại vì ở đây cũng gần mấy thông và ở phía trong này thì có đường dây điện vườn mít của người ta nữa nên sợ nhảy nhánh rớt. Hai cây bạch đàn này cũng khá cao nha, cưa ngang thôi vì sợ trời gió nó sẽ gãy trúng cái đường dây điện đó nên chủ nhà yêu cầu cưa ngang. Đây, cái đường dây điện cả nhà thấy nè. Ba ơi, muốn làm đàn ông ba. Ủa? Ơi. Đẹp gái quá trời rồi. Lâm ơi, biết xôm. Dạ. À, chế nói với cưng nè, chế tính qua bên Thái Lan chế chuyển giới tính nè cưng, được không? Chừng nào chế đi? Cái này mình bơm cái nhũ hoa lên chút xíu nữa nha. Dạ. Cái mình dũi tóc đây ha. Là quá làm ok. Cái mông hơi to to lên chút xíu. Còn bộ phận ở dưới. Rồi về cái mấy chị em mình đi cô trai nha. Cái đẹp nè. Ông vô khỉ này nha. Ông lộ nha. Giới tính nè cả nhà. Bể ơi bể có năm đứa con ông vô khỉ là càng ngày càng lộ giới tính này. Bể mày à. Bể. Rồi vậy đi. Em Cường cũng leo lên tới trên phần đầu. Cái này hay là thấy không ta? Kỳ cú đi. Thôi em nghĩ anh có muốn leo leo chắc ăn anh Tùng này. Hả? Không hại không chứ không luôn à. Thiệt chứ? Mé tới nạn nó là hốt rồi. Vậy từ từ đi, để con mé xong cái này cái đưa dây lên con chạy qua cho khỏe. Qua đi chú ơi. Cái nhỏ không khác à. Mới là chú vậy. Hơi lớn tuổi. Qua đây anh. Ông nó làm gì xuống răng trơn giống vô khỉ. Ông gặp bắp nhiều quá anh ơi. Gặp bắp hả? Dạ. Có máy chưa? Coi chừng nhằn chim chép mới cắn chút cái vỏ nhé răng coi. Giờ 500. Giờ 500 chứ không bên ai gì. Giờ 500 không ạ? Yeah. Ông trời hôm nay ông được vui vẻ lắm nha cả nhà. Gà 500. Nghe nói sắp sửa hai ngày nữa có bão vô nên ông trời ông vui vui nha cả nhà.
trước đó cũng vậy. Hãy subscribe.
Hãy
mở dây đang đun xuống hả? Thôi đừng mở chứ Đường ơi. Cũng đã hoàn thành xong hai cái bạch đài nha cả nhà. Mình xin tạm kết video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.